Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Văn Nhà Phố. Hiện tại thì Văn đang đứng tại đường Bầu Ông Giáo, khu vực Phú Vinh, Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, cách trung tâm Nha Trang tầm 3 km và cách biển 4 km. Tại khu vực này thì Văn sẽ giới thiệu cái ngôi nhà phía sau lưng Văn đây, với tổng diện tích sẽ là 118m², ngang 8m và được kết cấu là gồm một trệt, một tầng, 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Hướng của ngôi nhà này sẽ là hướng đông nam, với giá trị là 2 tỷ 7. Mọi người hãy theo dõi cái video này hôm nay của Văn. Và bây giờ Văn sẽ xin phép quay camera sau để giới thiệu chi tiết về ngôi nhà này nhé. Người hiện tại thì Văn đang đứng tại đường Bầu Ông Giáo, khu vực Phú Vinh, Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang. Con đường trục đường phía trước của Văn sẽ là lối đi tự mở rộng 4m2. Nhiều khách sẽ đắn đo khi mà mình thấy cái lối đi tự mở, nhưng mà thực ra là mọi người có thể thấy xung quanh này, đây là nhà cửa rất là sang sát, nên là mình không e ngại tới cái trục đường gọi là lối đi tự mở. Ra từ vị trí của Văn cách cái đường cầu bè thì tầm hơn 500m mình sẽ ra được trục đường cầu bè, cũng như là cách 1 km thì sẽ ra được đường 23 tháng 10. Và tại khu vực này thì Văn sẽ gửi đến mọi người một căn nhà với tổng diện tích là 118m², ngang của ngôi nhà sẽ là ngang 8m đây. Và Văn đang di chuyển. Nhược điểm của căn nhà này thì sẽ là đường cục nhau quý cô chú anh chị. Đây là cái ngôi nhà mà Văn muốn gửi đến, thì nó sẽ là một trệt, một lầu gồm 3 phòng ngủ, hướng cửa chính sẽ là hướng đông nam, và ô tô thì có thể thoải mái để di chuyển vào trong khu nhà này. Đây, nhà này đã thiết kế một cái khoảng sân để mình đậu ô tô. Văn sẽ đi vô cái ngôi nhà của mình để mình xem thử với một căn nhà tại khu vực này gồm 3 phòng ngủ, 2 phòng ở trên tầng trên và một phòng thờ. Thì hiện tại thì Văn đang đi vô khu vực phòng khách. Thì ngôi nhà này thì xây tương đối cũng khá là lâu, cộng thêm là không có người ở nên là khá là bụi bặm, nên là quý cô chú anh chị xem video để thông cảm cho Văn. Và đây là khu vực phòng khách, phòng bếp, Văn xin lỗi, phòng bếp thì tương đối là rộng luôn. Và ở bên phía cầu thang này đây, thì chủ đã tận dụng cái không gian của cầu thang, cái khoảng dưới của cô để làm tủ. Thì mình khu vực này thì mình sẽ về làm thêm những cái tấm cửa để che chắn lại cho nó có thẩm mỹ một tí đây. Và ở khu vực ở dưới đây thì sẽ có một phòng ngủ. Văn đang di chuyển vào trong phòng ngủ này. Phòng ngủ này nếu mà những gia đình có những người lớn tuổi thì hãy tham khảo cái mẫu nhà này, tại vì mình sẽ có một cái không gian phòng ở phía dưới. Nếu mà nhà mình có người cao tuổi thì không phải hạn chế cái việc lên cầu thang. Và cái căn phòng này thì thật sự á, nếu mà Văn nhìn vô Văn sẽ không thích cái trụ này. Văn biết chủ nhà xây cái này để tận dụng để làm, thay vì mình để đặt cái tủ đồ thì là một cái bật một cái sàn ngang để móc đồ như thế này. Nhưng mà nếu mà mình không thích thì mình có thể đập cái tường này ra để mình mua một cái tủ mình đặt vào cái vị trí này. Và cái cửa này, cửa sổ phòng ngủ sẽ nhìn ra cái cổng phía trước của mình luôn. Bây giờ Văn sẽ tiếp tục đi theo Văn nhé. Với đây là cái nhà cũ sơn sửa lại, nên là ở phía này sẽ là cửa nhôm, nhưng mà cái cửa phòng vệ sinh á thì là cửa gỗ. Nếu mà mình không thích cái cửa gỗ này thì có thể là mình thay cái cửa phòng vệ sinh mình. Và ngôi nhà này sẽ có một cái khoảng sân khá là rộng ở phía sau để mình đặt máy giặt. Đây, Văn thấy bên này sẽ có một cái bể để máy giặt này, nước trang bị nước, và cũng như là cái khu vực phơi đồ buổi sáng cũng khá là nắng luôn như thế này. Và với tổng diện tích là 118 mét vuông thì xây khá là rộng luôn. Nếu mà quý cô chú muốn sở hữu cho mình một căn nhà tại khu vực Phú Vinh, Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang thì xem qua cái căn nhà này với một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ. Và đây là khu vực lên cầu thang của
tầng 1. Đây, khá là bụi và không có ai ở thì rất là bụi. Giờ Văn đang đi lên. Ở tầng này thì phía trước sẽ là phòng thờ và phía sau sẽ là hai phòng ngủ. Đây, khu vực phòng thờ. Mình cũng nhìn ra xuống xung quanh nhà, cửa san sát luôn nhau với cô chú anh chị. Và ô tô thì ra vào thoải mái ở cái khu vực này. Văn sẽ ở khúc đây, sẽ có hai phòng ngủ đối nhau. Phòng bên này thì sẽ có phòng vệ sinh bên trong. Đây. Cửa phòng vệ sinh thì ở phòng trên này sẽ là cửa kém như thế này. Đấy. Tận dụng cái diện tích. Bây giờ bạn sẽ qua phòng bên kia. Nhưng mà phòng bên kia thì sẽ không có phòng vệ sinh bên trong nha quý cô chú anh chị. Bên phía trước thì sẽ có một cái ban công. Đây là hướng đông nam nên là buổi tầm bây giờ là gần 9:48 nên là khá là nắng, khi ánh nắng trở ra đây. Đây, và Văn sẽ vô phòng ngủ hồi nãy Văn nói. Phòng này thì có trang bị một cái giường cũ, một tấm nệm. Nhưng mà phòng này sẽ không có phòng vệ sinh bên trong. Từ vị trí của căn nhà này, nếu di chuyển ra đường cầu bè thì hơn 500m. Giờ Văn đang đi xuống để đi ra từ phía trong, đi ra ngoài để mọi người cùng thấy ngôi nhà. Đây, khu vực từ phòng khách mình sẽ nhìn ra. Mình với cái không gian nắng thế này thì mình sẽ làm một cái mái che giống như những cái nhà xung quanh nè. Và đặc khu, Văn thấy cái khu vực này dân cư khá là an ninh và sạch sẽ. Riêng cái nhà này thì do không có ai ở nên là mình thấy rác. Mình nhìn thấy cái trục đường này như thế này đây. Và có một cái nhược điểm thứ hai, đó là phía sau lưng ngôi nhà này sẽ là một khu nghĩa trang khá là lớn của khu vực cầu bè. Nhưng mà theo quy hoạch thì cái khu nghĩa trang đó sẽ quy hoạch giờ đi. Nên là nếu mà và mình ở cái khu vực này thì mình cũng quay lưng lại thì cũng không có ảnh hưởng gì. Mà nếu mọi người muốn đi xem cái căn nhà này thì hãy gọi cho Văn với số điện thoại là 0974360080. Văn cảm ơn mọi người và hẹn mọi người ở những video lần sau với những sản phẩm bất động sản khu vực Nha Trang Khánh Hòa nhé.